Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ tiếp tục ôn các kiến thức để thi chứng chỉ Microsoft Office PowerPoint phiên bản 2016. Nội dung trong phần video này tập trung vào phần Modify Slides Hazard and Notes, tức là chúng ta sẽ cần phải à, tiến hành các thao tác liên quan đến việc là điều chỉnh trang slide, điều chỉnh các cái bản cầm tay mà chúng ta in ra và các bản notes cầm tay cũng là cầm tay nhưng mà trong đấy nó sẽ có những cái dòng chú thích. Rồi để um, làm nội dung này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải ôn cái thứ nhất là change the slide master theme tức là chúng ta sẽ thay đổi cái theme của cái slide master or background tức là thay đổi theme này hoặc là thay đổi background của cái slide master đấy thế để làm cái nội dung của phần này thì các bạn có thể mở cái file ví dụ 1.2 chẳng hạn và slide master nằm ở đâu thì đầu tiên cho cần phải biết slide master nằm ở đâu các bạn vào view chọn slide master trên này thì cho sẽ vào giao diện của slide master ở đây ở trong cái phần slide master này thì các bạn chú ý rằng là bài người ta nói về việc là trên slide master do vậy là chúng ta nên đứng với cái trang số 1 trên cùng này. Đấy, đây là slide master. Khác với những cái trang phía dưới này sẽ là layout master thì những cái trang layout thì nó chỉ là những cái trang master nhưng liên quan đến từng cái bố cục slide thôi. Thì đối với cái việc đầu tiên các bạn cần phải làm đây là thay đổi theme. Thay đổi theme thì các bạn thấy là trong cái trên thanh ribbon này, trong cái thẻ là slide master các bạn sẽ thấy có cái nhóm là theme. Tôi nhấn cái nhóm là Edit Theme ở trên đấy nó sẽ có nút Theme. Vậy bà người ta có thể hỏi các bạn gì liên quan đến việc này? Bà người ta có thể hỏi các bạn là thay đổi cái Theme này thành một cái Theme nào đấy có tên ví dụ là Iron chẳng hạn. Thì các bạn rê chuột lên trên này. Uh, rê chuột lên đây và chờ một chút. Sẽ đấy là nó hiện ra những cái tên. Và chúng ta sẽ phải tìm đúng cái Theme là Iron. Ví dụ đây chẳng hạn. À đấy. Sau đấy chúng ta kích vào đấy. Thế là xong. Chúng ta biết cách thay đổi cái Theme sang cái Theme là Iron. Rồi ngày sau nữa thì bà có thể yêu cầu các bạn thay đổi background của Slime Master. Thay đổi background của Slime Master thì các bạn thấy là trong Slime Master này sẽ có cái nhóm là background đấy Với nhóm background này các bạn sẽ thấy là ta có thể thay đổi background style. Bà người ta hoàn toàn có thể hỏi các bạn những việc đấy. Thì khi người ta hỏi các bạn thay đổi background style, người ta sẽ nói cho các bạn biết là thay đổi thành cái style số bao nhiêu. Ví dụ người ta muốn thay, các bạn thay đổi thành cái style số 5 chẳng hạn. Thì các bạn thấy ở đây Ray Chuột này chờ một chút nó sẽ hiện ra tên là slide số 11 này slide số 10 này đấy vậy cho tìm là ví dụ đây là style số 5 đó. thì muốn thay đổi thành cái style đúng theo đầu bài là style số 5 thì các bạn chuột đến đấy thôi và kích một cái là xong rồi ngoài ra nữa với background thì người ta có thể nói gì background style hoặc có thể là gì với color người ta sẽ yêu cầu các bạn thay đổi cái phối trên này à, đấy thì yêu cầu các bạn đổi cái gì thì rê chuột và kích ở phần đấy phông chữ chẳng hạn đó người ta muốn các bạn đổi trong cái phông này khác À, một cái bộ phối phong khác đấy cũng biết cách thay đổi bộ phối phong thế những cái này nó nằm trong phần thêm và và nói về background thì ít khi người ta sẽ hỏi các bạn về việc là color phong hay effect nhưng mà chúng ta vẫn biết bởi vì là gì các bạn phải biết để nếu mà khi bài thi người ta hỏi thì chúng ta còn biết là à, cái chỗ để xử lý nó ở đâu ừ. rồi tiếp theo này để xem về tự ôn luyện thì cho sẽ có là modify slide master content À, thay đổi cái nội dung của slime master, thay đổi nội dung của slime master thì có thể có những cái giống như tôi vừa mới làm thay đổi về cả phông chữ này, cách phối hợp phông chữ này, màu sắc này, rồi hiệu ứng này rồi có thể thay đổi cái gì, người ta muốn cái nội dung, nội dung đây không phải là sửa cái chữ ở trên này như thế nào mà có thể là các bạn sẽ phải thay đổi cái phông ở đây cho vào thẻ hôm này đổi xong cái phông ở đây khác, Đó, người ta hoàn toàn được quyền hỏi các bạn về việc đấy thay đổi sang kích cỡ khác chẳng hạn tôi không muốn là cỡ 40 uh, 42 thì có thể là hơi to tôi muốn về 40 chẳng hạn kích đây cái là xong là ta đổi được ừ. rồi thay đổi về master content này người ta cũng có thể yêu cầu các bạn là thay đổi các hộp ở đây hộp này có thể yêu cầu kích cỡ hộp là căn thẳng nhau bằng nhau như thế này chẳng hạn người ta có thể yêu cầu kích cỡ hộp này bao nhiêu đấy có giá trị cụ thể thì các bạn sẽ phải vào và điều chỉnh ở đây Chứ nói về master content thì nó sẽ có rất nhiều nội dung ở trên đấy mà chúng ta hoàn toàn có thể cần phải tương tác với nó vấn đề các bạn chỉ cần biết là gì master content có thể là thay đổi bất cứ cái phần nào trên đấy thì chọn đúng phần đấy và chúng ta điều chỉnh là xong rồi ngoài ra nữa các bạn sẽ có là create a slide layout thì ở đây chúng ta sẽ phải tạo thêm một cái layout mới rồi tạo layout mới thì thế nào ví dụ người ta muốn thêm một cái layout mới dưới cái layout có sẵn có tên là title chẳng hạn À, thì chúng ta sẽ phải ray chỗ đây để biết là cái từng cái layout này nó tên là gì. Ví dụ tôi ray chỗ đây sẽ thấy là title and content layout chẳng hạn. Ở ray đây sẽ thấy là section header layout. Thì người ta có thể muốn cho thêm vào một cái ở dưới cái title slide đây. Ví dụ title slide đây các bạn ray chỗ đây thấy title slide thì kích vào title slide. Rồi nút là insert layout các bạn sẽ phải biết là làm nó ở đâu. À có nút insert layout chỗ này kích ở đây cái là nó sẽ thêm một cái layout mới là sao rồi đấy là thêm vào nhưng ngoài ra thêm vào các bạn có thể là sẽ coi, phải gọi những cái chức năng liên quan đến điều chỉnh điều chỉnh là gì điều chỉnh cho ta cũng có thể là điều chỉnh những nội dung giống như cái phần trước cho phần trước chẳng hạn nhưng ngoài ra điều chỉnh ở đây có thể là như thế nào nữa người ta muốn các bạn vẽ vào ví dụ ba hộp ừ. vẽ vào ba cái hộp nhưng người ta không nói về text box người ta nói là về cái hộp gọi là placeholder rồi placeholder thì các bạn kích vào cái nút là insert placeholder nhưng kích vào mũi tên phía dưới ấy để chúng ta chọn đúng cái hộp mà bài thi người ta yêu cầu Ví dụ người ta yêu cầu một cái hộp là ba cái hộp là text chẳng hạn bằng nhau Ồ, rồi các bạn có thể kích cái hộp text ở đây sau khi nhấn nút cái hộp text uh, vẽ ra nó ra chẳng hạn như thế này uh, ba người ta sẽ nói chi tiết hơn có thể là về chiều cao chiều ngang thì chiều ngang có thể là gì ví dụ 3,2 inch thì các bạn gõ 3,2 inch ở đây thôi chẳng hạn enter chiều cao có thể là uh, 5,25 chẳng hạn enter cái thế là các bạn sẽ có xong một hộp nhớ là căn cho nó thẳng nhé bài thường là sẽ yêu cầu các bạn căn như thế nào đấy thì các bạn căn cho nó đúng vị trí hoặc là bài có thể yêu cầu các bạn về position của từng cái đối tượng này nếu nói về position của từng đối tượng thì chúng ta sẽ phải biết là mở cái phần size của nó ra và các bạn tìm xem position nó ở chỗ nào để đạt cho nó đúng rồi position thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở trong những phần ôn phía dưới cũng sẽ nói sẽ nói về việc đấy Ví dụ có một hình này rồi, thêm hình nữa ở đây, hình nữa căn giữa thì các bạn cứ kéo hình này sang chỗ mới giữ nút control chẳng hạn đó là cho sẽ được hình mới ở đây, căn giữa. Rồi tiếp lại yêu cầu kéo tiếp nhưng một lần này là căn phải, căn phải thì các bạn cứ kéo sao để để thấy cái ký hiệu đây nó sẽ có hiện lên ký hiệu căn. Đây chẳng đấy. Như này là chúng ta sẽ căn được phải với cái hộp ở phía trên kìa. Đấy, sau khi xong chúng ta thả chuột ra cái là chúng ta sẽ được ba cái hộp. Ví dụ như thế. Đây là yêu cầu phức tạp. Chứ còn bài thi thường sẽ không yêu cầu các bạn phức tạp đến mức như thế này cho nên các bạn chỉ hiểu đơn giản là gì Modify Slide Layout Rồi cho vào đây và điều chỉnh những cái thông tin về layout trên này là đủ ừ. Rồi ngoài ra nữa trong Slide Layout người ta cũng có thể đậm đến một việc là High Background Graphics chẳng hạn là như thế nào Ví dụ người ta muốn ẩn cái hình trên này đi và người ta muốn vẽ và thực hiện những cái thao tác riêng đối với hình ở dưới này chẳng hạn với riêng cái layout này thôi thì đối với cái phần đấy các bạn người ta có thể hỏi các bạn về việc là High Background Graphics thì cái graphic ở cái hình phía trên này nó sẽ biến mất ở đây đấy các bạn thấy không đấy trang này mất luôn bỏ đi thì ở đây nó hiện trở lại thì thường người ta hay làm trong những trường hợp ví dụ như là đấy, phía trên này các bạn có logo của công ty cái trang này thì không muốn logo của công ty nằm đây mà nằm chỗ khác chẳng người ta có thể nhấn cái nút là hai background graphic để cho nó mất cái logo chỗ này đi xong người ta có thể vẽ cái logo để vào chỗ khác Tuy nhiên đấy là cái phần liên quan đến công việc rồi còn thực ra ôn thi thì bây giờ cho tập trung nốt vào cái phần ôn thi còn lại một thứ còn lại có thể là gì? Modify the Master. Ok, Heza Master như, như, vậy chúng ta không phải nằm trong Slime Master nữa rồi. Có như phần này xong, chúng ta đóng cái Slime Master này lại Close Master View Về Master đầu tiên các bạn sẽ thấy là Heza Master nó nằm ở đâu? Muốn tự ôn thì phải làm việc đấy đầu tiên. Đấy, View cho biết là à Master nằm đây. và vào được Master rồi. Sau khi các bạn vào được Master rồi các bạn sẽ phải thấy là à, đấy cũng như tôi nói rồi về việc tự ôn người ta có thể hỏi mình những việc gì hỏi mình về việc là có thể là cái trang hết ra này khi ra thì nó sẽ là trang đứng thẳng đấy, đấy là gì portrait chẳng hạn hoặc à, là trang quay ngang thì các bạn có landscape thì các bạn có thể nhìn landscape ở đây à, và người ta muốn đổi lại thì portrait chẳng hạn thì cho lại kích ở đây ta lại về đây à, rồi người ta có thể hỏi các bạn về cái kích cỡ của trang slide theo cái chuẩn là gì 169 hoặc là 43 ba có thể hỏi đơn giản như vậy mục đích của câu hỏi trong phần MOS là biết các bạn là, là gì các bạn biết làm cái chức năng đấy do vậy hỏi cũng khá là đơn giản chứ không phức tạp đâu ừ. rồi một việc nữa có thể là gì à, số lượng trang slide trên cùng một cái khổ giấy in ra đấy, ví dụ 4 trang slide 6 trang slide hoặc 9 trang slide bài yêu cầu như thế nào các bạn kích nghĩ thế là xong rồi có thể có những việc gì nữa người ta có thể yêu cầu các bạn sửa header ví dụ header là Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016 yêu cầu cái gì điền vào header các bạn tự điền yêu cầu cái gì điền vào footer office vn chẳng hạn ok đấy thì người ta yêu cầu cái gì các bạn điền vào đấy rồi người ta muốn hiện cái gì ra thì các bạn để nó hiện còn cái gì ẩn thì các bạn phải tắt đi ví dụ số trang không muốn thì bật tắt đây chẳng hạn ngày tháng năm ở đây cho phải tự mình đi tìm hết tất cả những cái ở trên này để thấy là người ta có thể hỏi mình những việc gì lúc đấy các bạn vào bài thi các bạn mới không bỡ ngỡ rồi có thể còn gì nữa thêm này rồi color rồi, colors for the colors gì thì đấy effects, thì những cái này giống như phần ôn trước của slide master rồi tôi không động đến nữa rồi vậy là xong master view có thể là như vậy còn ngoài ra thích thì các bạn có thể vẽ hình ở trên này được vẽ logo thêm logo thêm các thứ khác hoàn toàn có thể thêm được ở trên này là có này đấy chỉnh riêng từng đối tượng này cũng được, ví dụ vào đây chỉnh phông chữ này cũng được. Ừ. Nhưng mà bài sẽ không yêu cầu các bạn quá nhiều thứ phức tạp. À, người ta chỉ yêu cầu các bạn để biết rằng là à các bạn biết được Hexa Master nằm ở đâu, biết sửa một số cái chính của Hexa Master chứ không phải sửa mấy cái linh tinh này. Rồi close master view cho quay lại trạng thái xem bình thường và cho còn một cái phần ôn cuối cùng là modify the node master. Node master thì chúng ta thấy là mấy cái trước nãy vừa rồi là master ở trong view để master view cho này nó có thì nốt master nó cũng nằm trong đấy thôi tôi nhấn nốt master và vào nốt master thì các bạn cũng sẽ có thể có những yêu cầu về việc là chỉnh header này chỉnh footer giống y như cái phần về um, header master đấy cũng có kích cỡ trang slide này rồi nốt master của bạn là quay ngang hay đứng thẳng đấy ở trên này nó sẽ có là header này footer này rồi slide image à, đấy các bạn thấy là những cái trên này rất là dễ làm bài người ta yêu cầu cái gì thì bật tắt đúng đối tượng đấy thôi chỉ có điều là chúng ta nên vào đây để xem để biết là à có những đối tượng đấy thì chúng ta khi chúng ta làm bài thi thì à, chúng ta có thể nhanh chóng tìm ra cái đối tượng đấy là sao ừ. rồi close master view tôi quay lại trạng thái xem bình thường như vậy là các bạn vừa mới ôn thi được các cái nội dung liên quan đến phần gọi là gì đây modify slides handouts and notes ừ nếu có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi cần hỏi thêm thì các bạn có thể comment trực tiếp vào dưới cái video clip này hoặc là liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chào các bạn